xã Phú Cao Bằng, xã tất cả những sự phong phú tham sân của nội tâm nội tạng mà để tiến về sự thanh cao quân bình công bằng đời đời bất diệt của bề trên, thì đó là cái chuyện may mắn và đại phước đức nhất của nhân loại sẽ tiến qua tới. Mỗi người đồng tu đồng tiến thì thiên cơ phải thay đổi, còn nếu mọi người không chịu đồng tu đồng tiến thì thiên cơ phải y lệnh của Thượng Đế và làm việc. Mà sau khi làm việc thì các con ngộ nạn rất nhiều. Trong cái nạn đó đánh đập, đau đớn, thần thức mới khai mở. Đó là một chuyện trì trệ vô cùng. Ngày nay các con đã ý thức thế giới đang ở trong tri hiểm lẫn nhau, gây cấn lẫn nhau, sẽ đưa ra những cái đòn đánh đập mới thức tâm mà chúng ta đã tránh khỏi. Chúng ta người tu là tránh khỏi, trên Thượng Đế sẽ chọn những khu vực cho kẻ tu. Và nó đã thức, thay vì phải đánh nó mới thức, thay vì phải đập nó mới hiểu, thì chúng ta đã vượt khỏi cái đó rồi. Chúng ta rõ cái khổ tâm của chúng ta, sự đau đớn đã vầy xéo của chúng ta, là mở cái thức của nội tâm của chúng ta rồi. Chúng ta nằm vô trong cái triết lý điển quang theo cái chiều hướng thanh quang của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta. Chúng ta phải nắm vững để đi tới. Rồi mỗi người có một khu vực riêng biệt. Sau cái cuộc biến thiên, các con mới thấy rõ rằng người tu được phước,